Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái lô robot anh em nha. Thì cái lô lần trước em về em bán hết rồi anh em. Nay thì em mới cập bến được một lô nữa nha. Và cái lô hôm nay phải nói là nó cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đó. Cái dòng này thì em bán rất là nhiều hàng rồi và cập bến lô nào thì được anh em mình ủng hộ hết lô đó nha. Đó, và hôm nay thì em mới có một lô nữa ha. Và lô hôm nay thì phải nói là cực kỳ là đẹp luôn anh em nha. Và tất cả lô thì em bao zin nguyên bản hết ha. Đó, màn nhện con viền ha, tất cả mọi thứ là zin 100%, hoạt động hoàn hảo tốt hết cho anh em mình nha. Lo này sử dụng là màn giấy nón giấy ha, và gân của nó là gân vải tẩm dầu nha anh em nha. Đó, thì anh em mình nhìn thấy cái gân vải phía trên thì nó khô ha, nó không có dầu, nhưng mà ở phía dưới anh em nha, ở phía dưới hạng tẩm dầu rất là nhiều nha. Đó, cái lớp dầu ở phía dưới này nè anh em có thể thấy nè ha. Đó, dầu phủ đều hết cái gân luôn, mã số màn lo nha. Đó, thì hàng xịn anh em mình nhìn sơ qua là biết liền. Lô này về rất đẹp luôn anh em nha. Đó. Lô này thì lô này nó có đường kính là em đo cái chiều này là em nói được hơn 12 nha. Đó. Anh em mình đo cái hình tam giác này nè là nó hơn 12. Thì anh em nào mà mình có mấy cái lô hình tam giác giống vậy á thì mình mua về thay vào. Thì dòng robot thì cái mẫu tam giác này thì cỡ 12 phân thì nó có một mẫu có một đường kính này thôi anh em nha. Thì anh em mình có mấy cái thùng lô mà đường kính 12 giống vậy mà bị trục trặc á ha. Thì anh em mình mua về thay vào để mà anh em mình nghe nha. Thì tiếng nó sẽ rất là hay vì đây là những cái dòng lo hàng xịn và zin nguyên bản anh em nha. Và cái keo này cũng là keo zin luôn nha. Đó, cái đời này hãng sử dụng là keo bóng nha anh em. Và cái lo bot này nè, cái keo zin á là hãng người ta đổ khá là nhiều nha. Đó. Nhưng mà đây là lớp keo zin nha anh em. Đó, keo họ đổ nè. Có những chỗ là nó không đều nữa anh em nha. Có những chỗ là không đều nữa nhưng mà keo là keo zin nguyên bản. Em bao zin cho anh em mình nha. Và những cái cạnh này thì đều có những cái chữ bot hết anh em ha. Đó. Ba cạnh và trên nón lo cũng có sẽ có chữ bot nha. Và phía mặt sau ha, phía mặt sau từ thì vẫn có dập chìm một cái chữ bot và một cái tem của bot luôn ha, tem Mexico. Đó. Thì lo này lo bot hàng xịn của Mexico nha anh em. Thì bên em chỉ bán hàng bot xịn thôi nha, cho nên là anh em mình mua hàng bên em thì cứ yên tâm ha. Đó. Và có những cái tem nè, cái tem mà dán nó không có đều như thế này nè anh em nha. Đó, cái tem dán lọt ra ngoài luôn nè. Nhưng mà lo là nguyên zin của hãng dán nha. Đó, cái tem này là họ dán ngẫu nhiên nha anh em. Anh em mình thấy mỗi một chiếc nó sẽ nằm một vị trí khác nhau, nó không có cố định ha. Và có những chiếc ha, có chiếc là nó lòi ra luôn, nhưng mà nó lòi ra như thế này thì rất là ít nha anh em, lâu lâu mới gặp thôi. Đó, tại cái tem này là họ dán ngẫu nhiên ha, họ không có dán cố định chỗ nào hết, chỉ có mấy cái chữ này ha là họ in cố định nè, và có logo bot nè, và những cái cạnh chữ này là họ làm cố định thôi. Còn cái tem giấy này là họ dán ngẫu nhiên nha anh em nha. Đó. Thì cái này anh em mình chơi dòng robot nhiều thì anh em mình sẽ thấy rất là rõ trên những cái cặp cũ lo của anh em mình nha. Kể cả những cái dòng lo bot hoặc là những cái dòng lo sub của bot cũng vậy ha. Những cái dòng bot 301, 601 đồng thì cái tem giấy họ cũng dán không có đều nha. Đó, họ dán ngẫu nhiên vậy thôi. Nhưng mà là nguyên zin của hãng dán ha. Anh em mình yên tâm. Đó. Thì cái chiếc này là nó lòi ra, em cố tình em để gần đây để em quay cho anh em mình xem nha. Lo đẹp hết anh em ha. Một tí nữa sẽ lật toàn bộ màn lo lên cho anh em mình cùng xem luôn. À, và bây giờ thì em sẽ test âm nha. Em test âm cho anh em mình cùng nghe trước đoạn nhạc đi. Nãy giờ chưa có test âm nữa. Em test cho anh em mình cùng nghe nha. Tiếng rất là tốt nha anh em nha. Tiếng rất là hay. Em về với người hết rồi, cầu chắn gối hẹn ước tròn đôi, bay trừ riêng một mình tôi. Mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói. Cái tiếng lời của nó hát lên thì lòng lộng luôn anh em ha. Tuy là lo nó nhỏ thôi nhưng mà cái âm, cái tiếng lời ca sĩ phát ra thì cái lo này thể hiện rất là tốt luôn ha. Cái lo này thể hiện nó hát bass, trung và treble trên một cái củ lo này luôn nha anh em. Nhưng mà theo em nghe thì nó thể hiện cái dãy cao rất là tốt ha. Đó, thì cái tiếng lời ca sĩ nè, hoặc là những cái tiếng đầu cụ này ha, và kể cả tiếng treble luôn, nó hát rất là hay, rất là tốt. Và tiếng của nó nghe rất là to, khá là to nha anh em. Và nghe to nhưng mà nghe ấm nha, nó nghe ấm, nó không có bị chói ha, vì đây là dòng lo xịn của Boss ha. Thì anh em mình có thể sử dụng cái lo này để mà anh em mình dùng làm lo nghe nhạc, hoặc là làm lo treo quán cà phê, hoặc là anh em mình dùng trả lời karaoke, đặc biệt là trả lời karaoke rất là tốt nha anh em. Những cái dòng lo này anh em mình trả lời karaoke tiếng rất là hay. Thì anh em nào mà mình đang sở hữu những cái thùng lo Boss mà nó có đường kính giống vậy mà lo nó bị hư ha, thì anh em mình có thể mua về thay vào.
hoặc là anh em mình đang sử dụng những cái thùng lo Boss hàng giả hàng nhái mà anh em mình muốn tìm cái củ lo xịn để mà thay vào cảm nhận chất âm của dòng lo Boss xịn, thì anh em mình lấy cái lo này về thay vào nha. Thì anh em mình có sẵn thùng rồi thì anh em mình mua cặp củ này rời này về thì anh em mình thay vào thì tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Với anh em mình bỏ tiền ra để mua nguyên cả cặp thùng 101 hàng xịn thì giá nó sẽ cao hơn nhiều ha, nhưng mà sẽ có cái thùng nhựa thôi. Thì cái cặp này anh em mình dùng làm trả lời thì cái thùng nó cũng không quá quan trọng đâu anh em nha. Anh em mình có thể sử dụng những cái thùng lô cũng được ha, nhưng mà cái củ xịn thì tiếng nó vẫn hay. Vì anh em mình làm lo lời thì anh em mình đấu qua tụ để cắt bỏ bát đi, chỉ giữ lại tiếng trung và tiếng trép thôi, giúp cho cái tiếng trung nó tốt, nó sáng, nó rõ hơn ha, nó đều hơn. Đó, thì có thùng hay không thùng gì thì nó cũng không khác biệt nhau nhiều nha. Nó vẫn có khác biệt một tí, nhưng mà giữa cái thùng xịn và cái thùng lô á thì nó cũng không khác biệt nhiều đâu anh em. Anh em mình có thể thay vào những cái cặp thùng robot của anh em mình ha. Đó. Còn nếu như mà anh em mình về để mà lên thùng gì thì cũng đều được nha. Cặp này anh em mình làm lo trung, lo lời, lo center. Đó, đều rất là tuyệt vời. Để anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke gia đình, hỗ trợ cái tiếng lời rất là tốt nha. Lo thì em bao zin bao đẹp, cái lô này về cực kỳ đẹp luôn anh em. Cái lô này về nó cực đẹp và cực mới luôn nha. Đó. Đây. Cái lô này phải nói là xuất sắc luôn anh em. Anh em mình có thể thấy nè nha. Đó. Thì cái lô này về là quá ưng ý luôn. Anh em mình có thể thấy qua màn ảnh đây, rất là tuyệt vời. Không có điểm gì để chê hết nha anh em nha, rất là đẹp ha. Đó, rất là đẹp luôn. Hàng thì em bao zin, bao xịn, bao hoạt động tốt cho anh em mình nha. Lo là em bao sống ha. Thì cái đời này á là em thấy hãng có quấn dây sơ nha anh em nha, hãng có quấn dây sơ và hãng chấm chì nha. Đó. Cái đời này là hãng em thấy hãng không quấn dây sơ nè và hãng chấm chì. Nó chắc là những cái đời sản xuất gần đây nha. Đó. Đây, trên cái tem thì em thấy hình như là năm 2004 hay sao, em không có rõ nữa anh em nha. Tại cái tem này nó không có khoảng cách, khá là khó đọc luôn ha. Đó. Thì nếu em đoán không lầm đây là ngày 11 tháng 6 năm 2004 nè ha. Thì những cái dòng lo sản xuất sau này thì nó sẽ có khác biệt một chút so với những cái dòng lo sản xuất khoảng những năm 80-90 nha anh em nha. Đó. Thì anh em có thể thấy ha, đây em thấy có mã số này ha. Đó. Nhưng mà không biết em mới biết chắc chắn phải hay không nữa. Đó. Đây, tại vì những cái mã số này viết liền không có khoảng cách ha. Đó. Thường khi những cái cặp lo Boss có khoảng cách đó ha, đời có hãng tên cái tem này có khoảng cách thì mình dễ nhận biết hơn. Đó. Đây, anh em mình có thể thấy nha. Rồi, thì những cái vết anh em mình thấy những cái vết màu này là của hãng ha, hãng người ta đánh dấu đó ha. Thì hàng robot thì hãng hay đánh dấu những cái vết mực như thế này nè. Đó. Thì nguyên zin của hãng người ta đánh dấu nha, chứ cái này không có quẹt lên làm gì hết ha, nguyên zin của hãng làm. Đó. Thì chiếc nào cũng vậy nha, em thấy hãng họ quấn dây sơ và họ hàng chấm cái mối hàng nha. Đó. Đây, anh em mình có thể thấy ha. Đây, chiếc nào cũng vậy anh em nha. Rồi lo thì em bao zin ha, bao zin bao hoạt động tốt cho anh em mình nha. Đó. Mã số màn lo đây ha, và tẩm dầu ở phía dưới nha, dầu còn rất mới rất đẹp luôn. Cặp này tiếng, dòng này tiếng rất là hay, tiếng rất là tốt nha. Và bây giờ thì em sẽ lật toàn bộ màn lo lại cho anh em mình cùng xem tất cả màn lo nha. Anh em mình có thể thấy qua màn ảnh nha, vì lo em đã lật lại hết rồi ha. Màn lo thì rất là đẹp. Và cái màn giấy của hàng xịn đó, anh em mình gờ vô cái cảm giác nó rất là láng, rất là mịn anh em nha. Đó. Cái giấy của hàng xịn đó, anh em mình đưa cái tay vào anh em mình gờ nè ha. Đó. Thì cái đời này là đời màn láng nha, cho nên là mình gờ cảm giác nó rất là láng và mịn ha. Cái giấy xịn đó, anh em mình gờ vô cảm giác nó rất là sướng luôn anh em ha. Lo thì tất cả là nguyên zin nguyên bản, hoạt động tốt nha. Đó. Keo này là keo zin của hãng đổ nha, chiếc nào cũng vậy nha anh em. Đó. Có những chỗ thì không đều nữa nè, anh em mình có thể thấy nha. Đó, có những chỗ là keo hãng đổ không đều nữa, nhưng mà lo zin, lo xịn nha. Đó, anh em mình có thể thấy. Đây ha. Đó. Tất cả là hàng bao zin, bao hoạt động tốt cho anh em mình. Thì lô này rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái lô này giá là 1.600.000 một đôi nha anh em nha. Giá là 1.600.000 một đôi, bằng giá lô trước đó anh em ha, bằng giá lô trước cho anh em mình luôn. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em nha. Lô trước em về, mấy lô trước em về thì em đăng lên á thì em bán hết rồi. Thì sau đó cũng có anh em mình điện hỏi mua nhưng mà đã hết hàng anh em. Nay thì em cập bến được lô này rất là đẹp, thì em cập nhật clip lên cho anh em mình cùng xem ha. Thì giá vẫn như lần trước nha. Giá vẫn như lần trước là 1.600.000 một đôi. Thì giá 1.600.000 một đôi thì em đã có tặng kèm cho anh em mình là một cặp tụ rồi nha. Đã có tặng kèm cho anh em mình một cặp tụ rồi, để về anh em mình đấu qua tụ để mà anh em mình làm lo lời, lo trung để mà karaoke chung với lại những cặp lo lớn ha. Đó, karaoke chung với lại những cặp lo lớn trong gia đình của anh em mình thì anh em mình đấu qua tụ, nó sẽ cắt bỏ tiếng bass đi, nó giữ lại tiếng lời và tiếng trép thôi, giúp cho cái tiếng lời nó hay hơn, nó ổn định hơn và nó đều hơn nha.
và clip em xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.